Cô Bắc Thần là một chàng trai xuyên không số nhỏ nhất hệ mặt trời. Ai xuyên không cũng làm thân vương làm con rể quý sơ tộc các kiểu con đà điểu. Còn Bắc Thần vừa xuyên không đến đã bị trói tứ chi chuẩn bị tứ mã phanh thay. Còn đang hoang mang chưa hiểu trời trăng gì thì một quái vật ba đầu tròn có sừng bước vào cười một cách đảm đang vua đầu bếp. Cô ta bắt đầu từ từ cười cái gì đó rồi ngồi lên người của Bắc Thần cọ cọ vô cùng hả hê. Theo những gì cô Bolobala thì cô tên là Hồng Tụ và Bắc Thần đã nhìn thấy hai con ốc len xào dừa và cái ngã ba đường của cô nên bây giờ hồng tụ sẽ bảo vệ bắc thần và sẽ không để người khác trong tu la môn giết chết bắc thần nhà ta và cái cách mà hồng tụ làm điều đó chính là sẽ tự mình giết chết bắc thần trước khi người khác kịp làm nó dứt câu thì hồng tụ đã thi triển chiêu thức hấp tinh đại pháp khiến bắc thần học máu mồm ọc 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 hồng tụ tiếp tục bô bô cái miệng nói rằng bắc thần đã cướp đi nụ hôn đầu đời của mình bắc thần trong những giây phút thập tử nhất sinh thì hệ thống bàn tay vàng đã xuất hiện kiểm tra được ký chủ đang gặp nguy hiểm vậy ký chủ có muốn khởi động chức năng cưỡng chế cứu trợ hay không Bắc Thần nghe xong thì cười khoái chí cuối cùng thì mày cũng đến rồi hệ thống đặc trưng của người xuyên không à? Trong lúc Hồng Tụ còn đang hả hê thì Bắc Thần đã hồi sinh trở lại ta sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp đôi vì những chuyện mà ngươi đã làm. Dứt cái câu thì Bắc Thần đã biến mất vào trong hư không khiến Hồng Tụ đứng hình mất 5 giây không hiểu chuyện gì. Rồi Hồng Tụ cũng bình tĩnh lại cười khoái chí xác nhận ta ngày càng có hứng thú với ngươi rồi đấy Phu Quân. Cùng lúc này Bắc Thần đã được dịch chuyển đến một nơi nào đó với thương thế đã khỏi hẳn. Nhưng rồi Bắc Thần chợt nhận ra có gì đó không ổn liền nhìn xuống thì lại thấy thêm một cô gái đang trần như nhộng ở dưới mình bắc thần đổ mồ hôi nách lắp bắp giải thích ta nói đây đây là hiểu lầm thì cô có tin không nhỉ cô gái không nói nhiều chỉ đặt tay lên ngực bắc thần rồi hô lớn phong quyền tàn vân ngay lập tức bắc thần đã bị trưởng bay xuyên nóc nhà dính rách tường đau thấy mụ nội nhưng bắc thần lại cảm thấy không đau chút nào tại sao vậy chứ hệ thống cũng giải thích là do người đã có được một bộ phận năng lực của hồng tụ thánh nữ tu la môn hệ thống thánh nữ sẽ giúp ký chủ lấy được năng lực của thánh nữ đã kết duyên với người và điều kiện duy nhất để kích hoạt chính là ký chủ cần khiến thánh nữ nói tên gọi thân mật với người xuất phát từ tận đáy lòng nghe tới đây bắc thần càng thêm hoang mang tên thân mật của yêu nữ đó với tôi là cái gì nữa thì được hệ thống đáp là phu quân khiến bắc thần tức sôi máu con mẹ nó con à ta uống máu đâm ngực ta mà xem ta là phu quân con mẹ gì cô gái bị cậu đè lúc này bây giờ cũng bức khó chịu cất tiếng ăn một chiêu phong chuyển tàn vân của ta vậy mà lại không sao cả ngươi đúng là châu bò mà vậy thì hãy xem đòn tấn công từ bổ đầu của lục phiến môn ta đây dứt câu cô ta liền lao đến liên tục tung ra những nhát chém chí mạng vào người của bắc thần bắc thần vừa khó khăn né chiêu vừa la ới ới là hiểu lầm là hiểu lầm thôi mà cô gái sai ba mươi bốn ơi khiến cô gái càng thêm tức tối nhìn hết sạch cơ thể của ta rồi mà ngươi lại dám nói là hiểu lầm sao tên dâm tặc và khi mũi kiếm chỉ còn cách nách bắc thần đúng một cm thì cậu lại biến mất vào trong hư vô như lần trước chuyển cảnh đến bên trong không gian hệ thống bắc thần đã có một màn đáp đất đau đích thấy mụ nội đang còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nói lạ cất lên chào mừng ký chủ đến với không gian của hệ thống một cô gái trẻ bước ra cất tiếng ta là người chỉ dẫn của hệ thống thánh nữ với danh xưng mặt thủ cung bởi vì thấy ký chủ đang đối diện với nguy hiểm cho nên ta đã tự ý kéo ký chủ vào không gian hệ thống nên xin ký chủ hãy lượng thứ Bắc Thần ngồi phịch lên sofa thở dài xác nhận không sao vì dù sao cô cũng đã cứu ta mà, giờ cô hãy giới thiệu một chút về chức năng của không gian hệ thống này cho ta biết được không? Thủ cung cũng xác nhận được rồi bắt đầu Bolobala không gian hệ thống là không gian vô hạn thuộc về riêng người. Người có thể vui chơi giải trí và rèn luyện năng lực của người ở trong không gian này một cách tùy thích, bởi vì ký chủ chỉ nhận được năng lực từ trên người thánh nữ cho nên muốn điều khiển năng lực dễ dàng thì phải rèn luyện nó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc là tăng điểm của thanh công lực khi công lực thánh nữ thì người có thể nhận được cơ hội rút thường phần thưởng là vạn vật chư thiên trong đó xác suất nhận được vật phẩm liên quan đến thánh nữ là cao nhất bắc thần nghe xong cười khoái chí vậy giờ ta có thể rút thưởng luôn được không thủ cung cũng xác nhận là được vì bây giờ ký chủ có 5 cơ hội rút thưởng nên ký chủ muốn rút một lần hay năm lần liên tiếp đây đương nhiên là rút từng lần rồi vì theo kinh nghiệm rút thưởng của ta thì rút 5 lần cuối cùng chỉ có đúng cái nịt và lần rút đầu tiên của bắc thần là một quả cầu rỗng khiến cậu tức ói máu sao còn có rỗng nữa vậy mẹ ờ thì thỉnh thoảng có một vài cái rỗng cũng là chuyện bình thường thôi mà làm gì căng lần rút thứ hai của bắc thần ra một quả cầu phách thể đan cùi bắp lần ba lại tiếp tục là một quả cầu rỗng, còn lần bốn thì may mắn nhận được tu chân tam vẫn hiếm có nhưng bắc thần cũng cảm thấy toàn những thứ như củ kẹt người ta. bắc thần lúc này đã tức điên người phát cuối cùng ta không tin là không ra được cực phẩm và đúng là ông trời không phụ lòng người cuối cùng bắc thần đã rút được quả cầu truyền thuyết thiên âm chi thể của hồng tụ. chúc mừng ký chủ đã nhận được thể chất của thánh nữ tu la môn hồng tụ thiên âm chi thể có thể tăng cường khả năng nắm giữ quy tắc thuộc tính âm và linh lực thuộc tính âm bắc thần vui sướng thắc mắc thế cái này sử dụng như thế nào thì được thủ cung đáp là cứ nuốt nó là được làm cho bắc thần như muốn xỉu ngang tại chỗ thủ cung cũng chấn an rằng ký chủ không cần lo lắng vì mỗi tấm mica này đều có một mùi vị khác nhau ví dụ như mùi dâu tây mùi nước khoáng mùi đậu hủ thúi trộn với sầu riêng vậy đó nghe đến đây bắc thần đã đổ mồ hôi nách là trả cái mùi đậu hủ thúi trộn với sầu riêng nghe qua là muốn mở rồi thế giới này còn có nhiều mùi thúi vị như vậy luôn sao nói dứt câu cậu đã lập tức nuốt thẳng miếng mica vào miệng một cách dứt khoác rồi xác nhận đây là vị kem vani ngon nẻ đột nhiên một nguồn sức mạnh khủng bố đã dâng trào trong cơ thể bắc thần khiến cậu không kìm chế được mà bộc phát nó ra luôn rồi bắc thần cười một nụ cười nham nhỡ nữ nhân kia ngươi hãy đợi đó cho ông ẻ hề hề hết sáng hôm sau tại một dãy núi cao chót vót bắc thần sử dụng cổng dịch chuyển để trở lại với thế giới hiện thực cậu xem lại bản đồ thì có chút méo mặt thủ cung ngươi nói sẽ có sai lệch về tọa độ nhưng sai lệch này ở bình dương hay sao vậy từ nơi này trở về thành cũng cần ít nhất ba ngày rồi vậy là đã sai lệch nhỏ giữ chưa chuyển cảnh đến ba ngày sau tại hộ dực thành bắc thần lúc này đã xuất hiện trên các bản tin truy nã trên nóc nhà thì một khứa tóc dài nào đó đang nhảy tới nhảy lui như con bọ ngựa đang động dục bắc thần bên này quan sát được cũng thầm nghĩ cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi trong ba ngày mình không có trong thành thì tên khốn này đã khiến mình mang tội danh hái hoa tặc đây mà nghĩ xong bắc thần đã xuất hiện trước mặt tên tóc dài làm cho hắn kinh ngạc quát lớn ngươi là ai bắc thần cũng không nói nhiều chỉ đáp ta là cha của ngươi rồi lập tức sử dụng âm linh chỉ bắn lủng cái tay của hắn thấy tình hình không ổn áp tóc dài liền lập tức thi triển ma pháp hắc ám rồi biến mất vào trong hư không trong được một màn này khiến bắc thần vô cùng kinh ngạc yêu cầu thủ cung hãy giải thích vấn đề này nhanh đi Ngươi đã từng nói đây là thế giới võ hiệp bình thường vậy sao lại xuất hiện mấy thứ quỷ quái đó được chứ? Thủ cung cũng không giải thích nhiều mà trực tiếp giao cho Bắc Thần nhiệm vụ tìm ra nguyên nhân quỷ quái xuất hiện tại Mai Siêu Châu, và phần thưởng cho nhiệm vụ sẽ là 10 lần rút thăm trúng thưởng. Nhận được nhiệm vụ, Bắc Thần cũng khoái chí nếu đã có phần thưởng thì ta nhất định sẽ tìm ra đáp án cho ngươi ngay. Chuyển cảnh đến buổi tối của ngày hôm sau, lúc này Nhiếp Tiểu Thiên và Trương Tam đang đi tuần tra ngoài đường. Hai người ghé một quán mì cay để ăn tối thì bị Bắc Thần nhà ta phát hiện ra. Bắc Thần không thể tin được là tên hái hoa tặc chân chính đó lại là bổ khoái của nha môn lại còn có quan hệ mật thiết với cô gái nhiếp tiểu thiên mà cậu đã đè ở đầu chuyện, khuya hôm đó tại nha môn tên Trương Tam lại tiếp tục sử dụng ma pháp hắc ám để đi tìm thứ gì đó, nhưng thật không may hắn đã bị Bắc Thần theo dõi từ lúc ăn mì cay với tiểu thiên, bay đến một căn nhà Trương Tam liền nói lớn mật khẩu dạ bán vô nhân thi ngữ thời thì bên trong cũng nói vọng ra mau vào đi, vừa bước vào trong ba người ngồi ghế cũng khó chịu không phải là ta đã nói rồi sao nếu như không có chuyện gì thì đừng đến tìm bọn ta mà. Trương Tam vội toát mồ hôi nách kể lại hôm qua ta đã gặp một người hắn đã đánh ta bị thương luôn ấy khứa mở cửa cũng lao đến nắm áo trương tam mày nói điêu à chuyện này sao có thể trương tam liền sợ hãi cởi cái áo ra để lộ cánh tay đã bị xuyên thủng một lỗ tẩy quầy khiến tên mở cửa cũng đổ mồ hôi nách theo là thật luôn à vậy hắn là ai thế ta cũng không rõ vì hắn bịch mặt kính mít trong đêm tối cả đám nghe xong cũng hoang mang quay sang tên thủ lĩnh vương tử giờ phải làm sao đây kế hoạch còn tiếp tục nữa không vương tử đen mặt tỏ vẻ nghiêm trọng đáp kế hoạch tấn công cầu hoàng đế vào 10 ngày sau vẫn tiếp tục nhưng ta sẽ bảo tổ chức phái cao thủ đến chi viện cho chúng ta trên mái nhà bắc thần nghe được cũng khoái chí cười khỉ thì ra là như vậy sao sáng hôm sau tại tây hồ lúc này đang diễn ra một buổi diễn tập binh lính mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi tên chỉ huy phát hiện sao ta chưa gặp ngươi trước đây nhỉ bắc thần đang cải trang cũng xác nhận là do tôi mới gia nhập nên mong tướng quân chỉ bảo cứ thế cậu đã thành công thông qua được sự nghi ngờ của tên tướng quân ngáo ngáo bên trong phủ tên hoàng đế đang khó chịu không phải nhiếp bổ đầu nói sẽ có bất ngờ cho chấm sao nàng ta đâu còn chưa xuất hiện để chấm chiêm ngưỡng nhan sắc nữa à tiểu thiên lúc này đã xuất hiện với một chiếc hộp vàng kèm theo câu nói xin lỗi bệ hạ vì đã để người đợi lâu rồi tiểu thiên đặt chiếc hộp xuống bàn làm cho tên hoàng đế có chút tò mò trong này là cái gì hơi tỏa ra thấy lạnh lạnh chẳng lẽ là băng sao tiểu thiên liền xác nhận là không phải rồi lập tức mở bung chiếc hộp ra rồi cô giải thích đây là bình rượu lưu ly còn bên cạnh là chiếc ly lưu ly làm cho tên hoàng đế vô cùng tò mò ngươi đã lấy thứ này ở đâu vậy thế chẳng lẽ bệ hạ không tò mò là bên trong chiếc bình lưu ly này có chứa gì sao nghe nhiếp bổ đầu nói như vậy trẫm cũng có chút tò mò thật đấy chẳng lẽ bên trong chiếc bình lưu ly này là mỹ từ sao nhưng tiểu thiên thì nói không rồi yêu cầu bệ hạ thử đi là biết chứ gì tên hoàng đế cũng không nghĩ nhiều lập tức cầm cái ly lên rồi nóc cạn ngay lập tức gương mặt của hoàng đế đã nhăn như hủy địch làm cho tên thái giám hoang mang sợ hãi hoàng thượng người không sao chứ rồi quay sang tiểu thiên quát lớn to gan nhiếp tiểu thiên ngươi đã cho bệ hạ uống cái quần què gì rồi nhưng còn chưa để tiểu thiên giải thích tên hoàng đế đã cười hớn hở rồi khen cái này uống ngon quá hương vị ngọt vừa miệng cộng thêm cảm giác sảng khoái còn có bọt khí nổ tanh tách ở trong miệng nữa nhiếp bổ đầu đây rốt cuộc là thứ gì không phải là nước cũng chẳng phải là rượu tiểu thiên cũng xác nhận đây chính là nước ngọt có ga đó thưa bệ hạ Ô là nước ngọt có ga sao cái tên nghe lạ quá xá lạ. Vâng thứ nước này thực ra là mấy ngày trước tôi đã lấy được từ chỗ thẩm gia của bộ dược thành. Nhưng chưa kịp nói hết câu bên ngoài đã vang lên tiếng thét có thích khách mau chóng hộ giá hoàng thượng. Rồi một chiêu thức tán hồn oan trảo đã được tên thích khách thi triển làm cho đám binh lính bay dính rách tường. Chúng ta cuối cùng cũng đã gặp lại nhau rồi nhỉ Minh Quảng Kiên hoàng đế. Tên hoàng đế vừa nhìn cũng nhận ra là nộ xích nghi sao ngươi vẫn còn sống. Quảng Kiên lúc này đã hoài nghi về nhân sinh vì trước đây tận mắt hắn đã chứng kiến cái đầu của xích nghi bị chặt xuống tiểu thiên liền lập tức sử dụng chiêu phong quyền tàn vân còn ông thái giám cũng sử dụng chiêu luân cốt miên trưởng nhưng xích nghi vẫn đứng yên bất động nhìn hai chiêu thức xuyên thẳng qua cơ thể của mình điều này khiến cho tiểu thiên và ông thái giám vô cùng kinh ngạc hoang mang không hiểu chuyện gì chỉ với một cú hất tay của xích nghi tiểu thiên cùng ông thái giám đã văng xa hơn 8 mét dính rách tường đau thấy mụ nội sau đó xích nghi ung dung tiến đến bóp cổ của quảng kiên đưa lên không trung hắn ta vô cùng đắc ý ta sẽ không giết ngươi vì chỉ khi ngươi còn sống thì bắc thanh ta mới có thể phục quốc được Quảng Kiên lúc này đã đổ mồ hôi nách như mưa thắc mắc ngươi rốt cuộc là thứ gì thì được Xích Nghi xác nhận ta là quỷ thần có pháp lực vô biên. Trở lại một khoảng thời gian trước một khứa bận áo choàng cầm theo một cái đầu lâu khuôn miệng liên tục lẫm bẫm yêu ma quỷ quái mau hiện thân. Lúc này linh hồn của Xích Nghi được triệu hoán trở về làm cho hắn vô cùng vui sướng ta vẫn còn sống sao? Sự quá lỗ này khiến khứa áo choàng có chút tức giận liền sử dụng chiêu thức trói buộc Xích Nghi lại. Chấp nhận sự thật đi đồ ngu ngươi đã chết rồi không ai bị chặt đầu mà vẫn còn sống cả. Là ta đã dùng pháp thuật để kéo quỷ hồn của ngươi trở về nhân gian và bây giờ ngươi có cơ hội để sống thêm một lần nữa thế ngươi có muốn báo thủ không báo thủ cho đất nước cho dân tộc và cho cả cửu tộc của ngươi nữa nghe tới đây xích nghi đã không kìm chế được nữa rồi bắt đầu điên cuồng gầm thét bắn tung tóe cả một vùng làm cho khứa áo choàng tức điên sử dụng chỉ lực bắn xích nghi văng xa hơn 8 mét thấy mọi thứ đã ổn định trở lại khứa áo choàng cũng cất tiếng giải thích dương thế trung đã vào lăng mộ rồi hoàng đế bây giờ là hoàng tử năm đó minh quảng kiên bây giờ nếu như ngươi muốn báo thủ thì minh quảng kiên chính là mục tiêu của ngươi đồng thời hy vọng phục quốc của ngươi cũng ở trên người minh quảng kiên nghe tới đây xích nghi càng thêm hoang mang nợ cha con trả thì ta biết nhưng ta không hiểu vì sao hy vọng phục quốc cũng ở trên người minh quảng kiên thế còn có việc ta cũng không biết tên của tiền bối và vì sao tiền bối lại muốn giúp đỡ ta thế nguyên nhân ta giúp đỡ ngươi sau này ngươi sẽ biết thôi còn ta là tâm túc trong tổ chức thiên mệnh với danh xưng là thanh khâu Trong được một màn này làm cho xích nghi càng thêm kinh hãi là hồ yêu sao chẳng lẽ yêu quái trong truyền thuyết thực sự có tồn tại thật ư những thoại bản tinh quái lưu truyền trong dân gian cũng không phải là tưởng tượng à vậy ngươi nghĩ như thế nào với cái thế giới không hề đơn giản như bề ngoài này chứ mà thôi được rồi trước khi đi tìm minh quảng kiên ngươi cần một vài người giúp đỡ dứt câu thanh khâu vứt cho xích nghi một cái sừng đang cháy khiến xích nghi có chút khó hiểu đây là cái gì thanh khâu liền nghiêm trọng giải thích đây là nghi thức tên là tê chiếu sừng tên giác được đốt cháy thông qua cải tạo đặc biệt và khói xanh của nó có thể kéo người thân đã chết đi của ngươi quay về nhân gian thế là ba tên nữ cổ lộc qua nhỉ dai và a lý ha đã được xích nghi hồi sinh ngay sau đó lúc này xích nghi đột nhiên tức điên người kéo cái đầu dài hai mét quát lớn vì sao các ngươi vẫn giữ cơ thể quỷ thần hả? ta đã từng ra lệnh cho các ngươi lần này chọn một cơ thể phàm trần để nhập vào rồi cơ mà sự tức giận của xích nghi làm cho ba tên cấp dưới sợ té cước liên tục van xin vương tử tha tội vương tử tha tội bọn ta chọn giữ cơ thể quỷ thần là bởi vì bọn ta tin như vậy có thể giúp đỡ được vương tử nhiều hơn và nếu như bọn ta nhập vào cơ thể phàm nhân thì sẽ mất đi sức mạnh thần kỳ của quỷ thần đã ban cho xích nghi nghe xong vẫn còn vô cùng tức giận nhưng đã thu cái đầu dài thòn lòn lại rồi ra lệnh ở đây còn bốn cổ thi thể bây giờ ba người các ngươi mỗi người chọn một cái nhập vào đi ba tên cấp dưới nghe theo giam giáp liền lao đến chọn cái xác để nhập vào Xích nghi bên này cũng bắt đầu nghi thức nhập hồn vào thẳng xác của Minh Quảng Kiên, rồi cười hả hê ta sẽ nhập vào xác của ngươi và trở thành hoàng đế của Đại Minh ngồi không hưởng lộc. Thần không biết quỷ không hay mà chiếm giữ Đại Minh sau đó thực hiện mục tiêu phục quốc. Bắc thần lúc này thì nằm trên đất gọi thủ cung thủ cung ơi. Nguyên nhân quỷ quái xuất hiện là bởi vì pháp thuật của Thanh Khâu trong tổ chức thiên mệnh và nghi thức tê chiếu mà nàng ta nói. Ngay lập tức thủ cung cũng xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ đã nhận được 10 lần rút thưởng. Bắc thần nghe xong thì cười khẩy một cái rồi sử dụng chiêu thức âm linh chỉ ngũ liên đạn bốn tên cấp dưới của xích nghi cứ thế đã bị bắn cho bay màu con chim én còn xích nghi thì may mắn đã né được nhưng cũng bị phản phệ cho đau đớn nằm đổ mồ hôi nách dưới nền nhà Bác thần ngầu như cái bồn cầu cất tiếng cảm ơn lời giải thích của ngươi nộ xích nghi à vậy coi như âm linh chỉ ngũ liên đạn này là phần thưởng cho ngươi đấy không cần cảm ơn ta đâu xích nghi trông thấy một màn này cũng nhận ra người đánh trương tam bị thương hôm qua chính là ngươi bingo trả lời đúng rồi đấy nhưng đéo có thưởng nhé ông già giờ thì hãy chuẩn bị tinh thần mà đi gặp ông bà già của ngươi đi nhưng xích nghi thì méo quan tâm vẫn tiếp tục cười ha hả người chết chính là ngươi mới đúng giờ thì làm phiền ngài rồi quán âm đại nhân vừa dứt câu thì một cánh cổng truyền tống đã xuất hiện một ông già chim én cũng bước ra không khí của nhân gian đúng thật là tươi mới lão hủ đã lâu rồi chưa được hít thở không khí tươi mới như thế này bác thần vừa nhìn đã nhận ra ông ta chính là điều yêu ông già không nói nữa liền thi triển chiêu thức triển vạn âm thực cốt bắn tung tóe bác thần liền lập tức nhảy lên không trung né tránh đòn kiếm khí của ông già ông già bên này cười nham nhỡ xác nhận vạn âm thực cốt của lão phu không dễ tránh né như vậy đâu vừa dứt câu thì một vụ nổ chấn động địa cầu đã xuất hiện kèm theo một đám khói màu tím đen tỏa ra khắp phòng ông già vẫn tiếp tục cười hà hê cho dù ngươi là võ giả hậu thiên đỉnh phong hay là võ giả tiên thiên chỉ cần tiếp xúc với khí của vạn âm thực cốt của lão phu thì chắc chắn đều sẽ chết không toàn thây cho những ai chưa biết thì vạn âm thực cốt dùng tỷ lệ 8 chia hai để hòa âm khí và độc tố thần kinh lại với nhau có năng lực ăn mòn của âm khí và năng lực làm tê liệt của độc tố thần kinh sau khi tiếp xúc với lượng lớn vạn âm thực cốt thì sẽ bị tê liệt bởi độc tố thần kinh dẫn đến mất đi khả năng hành động sau đó bị âm khí ăn mòn từ từ cuối cùng là chết không toàn thây nhưng bất ngờ thay bắc thần đứng bên trong làng khói đen kịch ấy mà vẫn ung dung như chưa có chuyện gì y phục đã bị rách nát hết rồi đúng là nguy hiểm thật đấy ông già ông già bên này đã đổ mồ hôi nách như mưa thản thốt sao ngươi lại không sao chứ ta cũng đang muốn biết tại sao mình lại không sao đây này ông già dứt câu bắc thần lập tức sử dụng âm khí đạn bắn thẳng về phía ông già dơ ông già cũng bình tĩnh lại rồi bắp khiên chắn gió đòn tấn công của ngươi chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi nhỉ nhưng bắc thần thì nói đờ đéo chưa chắc đâu nhé ông già rồi cậu tiếp tục thi triển những pháp thao âm khí đạn chi thuật làm cho viên đạn quay ngược trở lại bắn thẳng vào be sườn của ông già. Không dừng lại ở đó, bắc thần liền lao đến tung thêm bốn nhát chân không đạo nhật hoàng cực đạo đạo địa ngục đoạn đầu bính trường địa đao rồi cười khoái chí điều yêu à ngươi có thích tên chiêu thức ngầu lòi của ta không? Làm cho ông già tức điên người một phàm nhân nhỏ bé thỉnh thoảng biết chút âm khí đừng hòng được bước lần tới vừa dứt câu một chiêu thức đại kiêu kiêu âm độc đã được ông già thi triển ngay lập tức. Xích nghi bên này vừa nhìn đã nhận ra rồi liên tục van xin không được đâu hoán hoán đại nhân đừng sử dụng nó nhưng chưa kịp nói hết câu thì cơ thể của xích nghi đã bị tan chảy thành một bộ xương khô queo ông già bên này tiếp tục sử dụng thêm chiêu thức kêu chi âm khải sơ rồi cười khoái trí giải thích chiêu thức sử dụng một lượng lớn âm khí bọc thành giáp bên ngoài cơ thể giúp tăng mạnh lực tấn công và phòng ngự nhưng tác dụng phụ của nó chính là chỉ duy trì được trong 60 giây nên phải tốc chiến tốc thắng dứt câu ông già liền lao đến định tung ra một cái rùi cui trí mạng lên người của bác thần nhưng cậu vẫn thản nhiên cười khoái trí nói lúc ngươi điều khiển một lượng lớn âm khí như vậy thì ngươi đã thua rồi cứ thế chỉ với hai ngón tay bắc thần đã có thể đỡ lấy cái rùi cui to tổ trảng của ông già và sau đó cơ thể ông già cũng bắt đầu bị âm khí nuốt trừng trong chớp mắt bắc thần ngầu như cái bồn cầu quay đi giải thích đây là chiêu thức thiên dương chi thể của ta đấy nó cho phép tăng khả năng nắm bắt linh khí thuộc tính âm của ngươi nên 55 giây hay bao nhiêu thì ngươi cũng chết con mẹ xử lý xong ông già bắc thần thu được một viên yêu hạch bắc thần cũng hiểu rõ khi yêu quái thăng đến kim đan hậu kỳ thì yêu hạch sẽ biến thành yêu đan còn sẽ mang thần thông thiên phú đến cho yêu quái nữa rồi quay sang yêu cầu các ngươi thu thập chỗ xương này lại một chỗ sau đó dùng gỗ đào có nhiều dương khí nhất đốt chúng thành cho và nhớ là nhất định phải dùng gỗ đào đấy nhé dứt câu bắc thần cũng lập tức rời đi ngay sau đó cùng lúc này một con quạ cũng bay đến con thuyền rồi lao đến bay thẳng vào cái cuống họng của một người dọn dẹp hắn ta sau một lúc đau đớn cũng xác nhận không có gì cả rồi thầm nghĩ nếu đã là người tu tiên chẳng lẽ còn có tổ chức khác đang nhắm vào đây sao trên bờ bắc thần vừa đáp đất đã xác nhận những tên quỷ quái đã bị giết hết sạch rồi nên bọn họ không xuất hiện nữa đâu quảng kiên nghe xong liền chắp tay cung kính đa tạ cố tiên sư còn tiểu thiên thì tức giận quát cái đồ dâm tặc không biết nhục nhã bệ hạ à tên này chính là tên hái hoa tặc đang bị truy nã số một trong thành đấy bắc thần liền ho khụ khụ giải thích thực ra ta đến từ môn phái tiên nhân đảo tam Thành. bởi vị trí bảo tông môn cảm nhận được tiểu thế giới này xuất hiện yêu ma làm loạn nên đã phái ta xuống dáng yêu phục ma nhưng trong quá trình truyền tống đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến vị trí truyền tống của ta bị sai lệch do đó mới xảy ra chuyện hiểu lầm với nhiếp bổ đầu quảng kiên nghe xong liền tức giận yêu cầu nhiếp tiểu thiên hãy xin lỗi cố tiên sư ngay vâng lúc trước đã đắc tội rồi mong cố tiên sư thứ lỗi cho à không sao cả cũng như người xưa đã nói không đánh không quen biết mà quảng kiên tiếp tục cười hề hề cất tiếng cố tiên sư người nói trong đại minh vẫn còn yêu nghiệt sao nếu như yêu nghiệt xuất hiện mà đúng lúc cố tiên sư lại không có ở bên cạnh thì quả nhân phải làm sao mới được đây nếu như trẫm cũng có thể giống như cố tiên sư thì tốt rồi người nói có đúng không cố tiên sư sự trơ chảnh của quảng kiên khiến bắc thần muốn trầm cảm nặng quả nhiên là đời hoàng đế nào thì cũng đều giống như nhau luôn ảo tưởng được trường sinh bất lão vĩnh viễn ngồi trên đế vị rồi cậu cũng không nói nhiều chỉ búng tay một cái đã biến mất vào trong hư không chuyển cảnh đến bên trong không gian hệ thống Bắc Thần vừa xuất hiện thủ cung đã cất tiếng chào mừng quay về ký chủ đã gặp phải phiền phức gì rồi sao? Nếu gặp phải một tên cầu hoàng đế luôn ảo tưởng được trường sinh bất lão thì ngươi sẽ làm gì để đánh bay ảo tưởng của hắn nhỉ? Người đăng cơ hoàng vị thông thường đều sẽ mất đi tư cách tu tiên, còn về ký chủ muốn hắn biết khó mà lui ta thấy ký chủ có thể đến hỏi máy gacha của hệ thống vạn năng đi. Ta thấy ngươi muốn lừa số lần rút thường của ta nhưng quay 10 lần liên tiếp cũng không tệ có lẽ sẽ rút ra được đạo cụ gì đó có thể giải quyết phiền phức này giúp ta. Và 10 lần rút thưởng liên tiếp của cậu cho ra bốn quả cầu rỗng một bình tịch cốc đan giúp không cần ăn uống trong 3 ngày, một bình khử độc đan giúp giải được tất cả độc dược, một bình phách thể đan giúp tăng cường sức khỏe cho tu sĩ luyện khí kỳ, một thiên phú thủy tinh cầu dùng để kiểm tra xem có linh căn hay không, một quyển công pháp thanh liên kiếm ca là quyển đầu tiên trong 10 quyển của công pháp thanh liên kiếm tiên, và cuối cùng là quả cầu năng lực đặc biệt mang tên giúp ngươi trong thể diện cấp truyền thuyết. Cho những ai chưa biết thì độ hiếm có của máy gacha gồm 4 cấp bật là xám bình thường, lam hiếm có tím sử thi và cam truyền thuyết. Còn năng lực giúp người trong thể diện có tác dụng khi người sử dụng nói câu nào với mục tiêu đơn mục tiêu sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ sợ hãi và cứ 3 ngày sẽ được sử dụng một lần năng lực này. Trở lại với hiện tại Bắc Thần đã lấy ra Thiên Phú Thủy Tinh Cầu của mình để kiểm tra linh căn của Quảng Kiên, nhưng sau 9982 kiếp nạn kiểm tra thì cuối cùng Bắc Thần cũng chốt lại bệ hạ đéo có linh căn nhé, làm cho Khứa Quảng Kiên càng thêm cố chấp không thể nào chẩm là người đứng đầu cửu ngũ sao lại không có thiên phú được chứ. Cô Bắc Thần có phải đồ của người đã hỏng rồi không hay là người đang lừa chấm? Đúng rồi, thoại bản dân gian đều nói tiên nhân có thể thay đổi thiên phú của con người. Cô Bắc Thần nếu người đã là đồ đệ của tiên nhân thì sư phụ của người chắc chắn là tiên nhân mau bảo sư phụ của người đến đây chấm sẽ trọng thường hậu hĩnh nhưng bắc thần thì dứt khoác nói đờ đéo không có thiên phú thì chính là không có thiên phú đây là trời sinh rồi ai cũng không thể thay đổi được nên minh hoàng ngươi nên tự biết điều đi còn nếu ngươi không có thể diện thì ta sẽ là người giúp ngươi có được thứ mang tên thể diện ấy và vì đã trúng kỹ năng giúp ngươi trong thể diện của bắc thần nên quảng kiên lúc này đã vô cùng sợ hãi không dám cãi gì thêm hệ thống đột nhiên hiện thông báo kiểm tra được nhiếp tiểu thiên phù hợp với yêu cầu kết duyên nên sẽ giao nhiệm vụ ngay ký chủ hãy kết duyên với nhiếp tiểu thiên trong vòng 3 tháng và phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ là 50 lần quay gacha nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì ký chủ sẽ bị chết nghe xong bắc thần như muốn xỉu ngang liền yêu cầu nhiếp tiểu thiên có chuyện cần tìm ngươi hãy đi theo ta tiểu thiên nghe xong cũng không dám cải lời mà đi theo khiến quảng kiên tức điên máu thầm chửi cái tên cố bắc thần nhà ngươi chuyển cảnh đến một nơi vắng vẻ sông nước hữu tình cố tiên sư ngươi tìm ta là có việc gì thế bắc thần liền khơi chuyện ta đến gặp ngươi trước tiên là để xin lỗi ngươi về sự hiểu lầm không đáng có lần trước và thứ hai là để hỏi ngươi một câu hỏi thế nhiếp tiểu thiên ngươi có muốn thành tiên không câu hỏi này khiến tiểu thiên có chút kinh ngạc đứng hình mất năm giây làm cho bác thần cũng có chút xót ruột không đồng ý à sao nghĩ lâu vậy tiểu thiên lúc này cũng tự tin khoe cá tính nói thật thì ta không tin ngươi vì vụ án hái hoa tặc trong hộ dực thành vẫn chưa được kết án làm cho bác thần có chút khó chịu không cần phải đề phòng quá lố như vậy đâu chút nữa ta sẽ đưa ngươi đi gặp hung thủ thật sự hơn nữa ta thật lòng mời ngươi rồi bác thần thầy cho tiểu thiên quả cầu kiểm tra thiên phú của mình kèm theo câu nói cầm và cảm nhận một chút đi tiểu thiên vừa nhận lấy quả cầu thì quả cầu đã bắt đầu biến đổi khiến cô sợ hãi vứt luôn xuống đất bắc thần liền lao đến bắt lấy quả cầu rồi xác nhận cô là người sở hữu linh căn thuộc tính phong xin chúc mừng nhé làm cho tiểu thiên càng thêm hoang mang đây không lẽ là nói ta có thiên phú hay sao đúng là vậy đó vì thế hãy kết thành khế ước với ta và trở thành nhân sĩ tu tiên đi nào tối hôm đó tại một khu rừng vắng vẻ nhóm người dọn dẹp lúc sáng đang đem xương cốt của xích nghi đi đốt đột nhiên một cái đầu lâu xuất hiện rồi hấp thụ toàn bộ âm khí ở xung quanh và cứ thế xích nghi đã được hồi sinh đang vô cùng tức giận vì nhiệm vụ lần này đã thất bại thì thanh khâu cũng tiếng đến trấn an thất bại lần này không tính là gì cả vì núi cao còn có núi cao hơn nên thắng thua là chuyện thường tình mà giờ thì hãy cùng ta đi gặp một người đồng minh tương lai của ngươi đi hắn ta là người sống hơn nữa còn là người mà ngươi rất quen thuộc nữa đấy cùng lúc này tại một phòng tắm tiên trong chiều tiểu thiên đang tắm bồn còn bắc thần thì bô bô cái miệng công pháp gia truyền phong thân vân thể công của ngươi là một công pháp tu tiên bị thiếu đấy rồi bắc thần đột nhiên đứng dậy lú cái đầu qua gọi tiểu thiên khiến cô chui thẳng xuống cái bồn nước ngay lập tức bắc thần như chưa có chuyện gì tiếp tục bô bô ta rời khỏi đây một lúc chút nữa ngươi tự dung hợp nửa viên phách thể đan còn lại trong thùng tắm rồi hấp thu linh lực đi nhé tiểu thiên ở dưới nước cũng cố đáp ta biết rồi rồi cố chịu đựng thêm một phút nữa thấy không gian đã yên tĩnh tiểu thiên liền trồi dậy thở hỗn hễn hắn ta đã đi rồi sao sau đó bước ra khỏi bồn tắm quấn khăn khó chịu trách bắc thần là tên dê sồm biến thái cái gì mà tự tu luyện rất dễ tẩu hỏa nhập ma cơ chứ đều chỉ là lý do ta khinh rồi cô chợt phát hiện đây không phải là điểm tâm nổi tiếng cực kỳ khó mua ở quế phương lan sao tên xấu xa cố bắc thần này vậy mà có thể tranh giành mua được tận sáu cái cơ à nhưng chưa kịp động vào thì bác thần đã xuất hiện rồi muốn luôn sáu cái bánh ngon vào mồm. Sau đó cậu còn cho một nút like kèm theo lời khen tuy không phải thấy lần đầu nhưng mà cơ thể ngươi trông rất xinh đẹp đấy. Câu hiện này khiến tiểu thiên tức điên quát tên dâm tặc ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức. Chuyển cảnh đến bên trong ngự thư phòng Quảng Kiên lúc này đã tức ói máu vì bị bác thần xỉ nhục vào lúc sáng. Hắn điên cuồng xé nháp chửi rủa bác thần thì một cơn đau đầu bất ngờ ập tới. Đồng thời cánh cửa phòng cũng mở ra và xích nghi cùng khứa ria mép vui vẻ bước vào. Quảng Kiên liền yêu cầu thuộc hạ hãy hộ giá cho chấm rồi nhìn ra chỉ thấy đám thuộc hạ đang nằm lê lết dưới nền đất. Khứa Gia Mép cũng xác nhận đám thuộc hạ của ngài đều đã hôn mê hết rồi thưa hoàng thượng. Xích Nghi vừa thấy Quảng Kiên liền lập tức lao đến định nhập vào, nhưng đã bị Khứa Gia Mép sử dụng những xúc tua trói hắn lại làm cho hắn vô cùng tức giận. Khứa Gia Mép vẫn vui vẻ cất tiếng đừng dọa đối tượng hợp tác của chúng ta sợ rồi quay sang hỏi ước mơ của ngươi là gì thế Quảng Kiên. Quảng Kiên cũng thật thà đáp ta muốn được trường sinh thì cần có yêu cầu gì không thế. Khứa Mép liền xác nhận không thành vấn đề và bây giờ ta sẽ thực hiện mơ ước của ngươi ngay và luôn dứt câu khứa ria mép chơi chó liền xô xích nghi thẳng vào người của quảng kiên rồi cất tiếng giải thích sau khi bí thuật kết thúc thì các ngươi sẽ hợp thành một thể còn minh quảng kiên ngươi sẽ tái hiện lại sự tồn tại của linh can thiên tổ thời kỳ linh khí triều tịch cùng lúc này bên trong không gian hệ thống bắc thần cũng đang thắc mắc linh khí triều tịch là gì thủ cung cũng đáp vội cứ mỗi một ngàn năm thì linh khí triều tịch sẽ đi qua thế giới này và mở ra thời đại tu tiên duy trì trong 200 năm nhưng 200 năm sau linh khí sẽ biến mất và thế giới này cũng từ thời đại tu tiên quay về thời đại luyện võ mà bây giờ thế giới này đang ở trong vòng linh khí triều tịch mới ta vẫn còn một vấn đề đó là vì sao đột nhiên lại có nhiệm vụ chém giết với thời hạn là 3 tháng bởi vì ký chủ chỉ có thể ở trong thế giới hiện tại nhiều nhất là 3 tháng nếu như thực lực không thể tấn thăng đến một mức độ nhất định thì khi ký chủ quay lại thế giới cũ sẽ phải chịu số phận dày vò đến chết từ hồng tụ bởi vì nhiệm vụ là viên đạn cuối cùng nếu như ký chủ thất bại thì hệ thống đảm bảo có thể khiến ký chủ lìa đời mà không đau đớn cho nên ký chủ hãy mạnh lên đi nghe đến đây bắc thần cũng xác nhận hiểu rồi rồi thầm nghĩ vì để sống tiếp ta nhất định phải kết duyên với nhiếp tiểu thiên để nàng yêu ta sẽ đắm trung thủy cho đến tận lúc chết sáng hôm sau tại hộ dực thành tiểu thiên vừa tỉnh lại đã thấy bác thần đứng trước mặt ngay lập tức cô liền quát lớn ngươi đang làm gì vậy thì bác thần cũng đáp vội ngươi dậy rồi đó à bởi vì không biết ngươi thích ăn cái gì nên ta đã mua hết những điểm tâm buổi sáng có thể mua được về rồi tiểu thiên còn đang định cảm ơn thì bác thần đã vứt lại cho cô túi tiền của chính cô làm cho tiểu thiên tức điên người ngươi có thể giải thích được là tiền của ta đã đi đâu rồi không ờ thì bởi vì tiền mua điểm tâm sáng không đủ nên ta đã tạm thời mượn chút xíu tiền trong túi của ngươi nhưng ngươi không cần lo lắng ăn cơm xong ta sẽ đến thẩm ra lấy tiền rồi trả cho ngươi mà rồi cậu tiếp tục ăn ngấu nghiến há cảo nhân tôm này nhiều nhân thật xem ra là bên trong nhất định có cả một con tôm to khiến tiểu thiên càng thêm tức giận mượn chút xíu tiền từ trong túi của ta sao ngươi hãy tự mình nhìn xem đây là một chút xíu tiền của ngươi đó hã con chó này sau một tháng tập luyện với những bài tập nâng cao tu vi mà bắc thần đã sáng chế ra thì cuối cùng tiểu thiên đã có thể thức tĩnh được phong thể để kháng lại những viên đạn âm khí của bắc thần độ hảo cảm lúc này của tiểu thiên cũng đã đạt đến con số 38%, làm cho bắc thần vô cùng khoái chí thản thốt nhất cái nách rực rực nếu phong thể đã thức tỉnh được rồi thì chúng ta cùng ra ngoài thôi nào tiểu thiên sô cùng lúc này bên phía quảng kiên cũng bắt đầu có động tĩnh mới hắn ta với một cơ thể chẳng khác nào madara trong naruto với một cái bản mặt trên ngực và cái bản mặt ấy không ai khác chính là tên xích nghi vô tri quảng kiên hỏi đã tìm ra thứ mà nữ nhân kia muốn chưa thì đám thuộc hạ cũng yếu ớt đáp là đã tìm ra rồi khứa ria mép lúc này đã biến đổi thành hồ ly một đuôi cũng bước ra cất tiếng đợi ấp nở xong ta sẽ đưa đồ cho ngươi câu nói này làm cho tên xích nghi vô cùng tức giận chất vấn tại sao ngươi lại không tự mình ra tay chứ với thực lực hiện tại của ngươi thì trên thế giới này không ai có thể ngăn cản được ngươi cả tên ria mép ỏng a ỏng ẹo đáp với thế giới này thì ta chỉ như một con mọt độc khoét nếu làm bậy sẽ bị trừng phạt ngay còn các ngươi thì khác vì trên cơ thể các ngươi có vết tích của thiên mệnh nên ta mới cần đến các ngươi nghe được hai chữ thiên mệnh quảng kiên và xích nghi như ngáo đá cười hả hê chúng ta có thiên mệnh đấy và chúng ta sẽ ngày càng mạnh hơn nữa thôi ha 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 quảng kiên là nhất còn bác thần chỉ là cục cớt chuyển cảnh đến một thác nước nơi mà tổ chức thiên mệnh đang hội họp cùng nhau Thanh Khâu lúc này đang vô cùng hà hê cuối cùng thì cũng tìm thấy rồi cái thứ được gọi là mảnh vỡ linh hồn của thần. Một cô gái tên Nguyệt Thố cũng khoái chí chúng ta tìm kiếm nhiều năm như vậy cuối cùng thì cũng tìm được một mảnh đầu tiên. Một cô gái khác tên Ứng Mộc lại điềm tĩnh không thể lơ là được trước khi người đem mảnh vỡ về thì chưa được coi là kết thúc. Sáng hôm sau Bác Thần dẫn Tiểu Thiên cưỡi ngựa đi đến một tòa thành tên là Kim Lăng, Tiểu Thiên vô cùng khó hiểu vì sao đột nhiên phải đến Kim Lăng thành gấp gáp như thế vậy sư tôn. Bác Thần liền cười hề hề đáp bởi vì đột nhiên nhận được thông báo của sư môn nói ở đây có lượng lớn sắc khí tụ hội có thể sẽ có chuyện lớn nên bảo ta đi đến điều tra xem sao đó mà nhưng thực chất là do thủ cung giao cho cậu nhiệm vụ phải đến trung tâm kim lang thành và tiêu diệt nguồn gốc của sát khí phần thưởng sẽ là 20 lần rút thưởng và nếu lấy được thêm mảnh vỡ sẽ được thưởng thêm 50 lần rút thưởng nữa vừa bước vào thành một không gian u ám đã bao trùm lấy nơi này đi được thêm vài bước thì một đám ma vật đã lao thẳng đến định lụng luôn cặp rú của tiểu thiên bắc thần vừa nhìn đã nhận ra đó là tan thi rồi lập tức lao đến choảng nhau với nó luôn tiểu thiên cũng không chịu thua sử dụng lăng phong chảm chém đứt cái đầu của con ma vật định lấy cặp rú cô đang vô cùng hà hê với kỹ năng mạnh vãi cục cức của mình thì cơ thể con ma vật đột nhiên tự động lành lại rồi nó tiếp tục điên cuồng lao đến với mục đích lụng cặp rú của tiểu thiên một lần nữa bắc thần liền sử dụng đạn âm khí bắn thẳng vào cái đầu máu của con ma vật nhưng cũng không ăn thua đang còn hoang mang không biết làm thế nào thì bắc thần đột nhiên thông minh đột xuất động tác đột nhiên ngẫn đầu của nó giống như là đang để một vài thứ gì đó không bị tấn công theo bản năng thì phải rồi lập tức quay sang yêu cầu tiểu thiên hãy tấn công vào cái xúc tu trên đầu của chúng vì đó là điểm yếu ngay lập tức tiểu thiên liền sử dụng lăng phong chảm biến thức khiếm khí võng chém cái đầu con ma vật thành từng mảnh vuông vức Bác thần bên này cũng sử dụng đạn âm khí bắn thẳng trực tiếp vào cái xúc tu trên đầu của con ma vật cứ thế hai con ma vật đã bị hai thầy trò tiễn về gặp ông bà già luôn thừa thế xông lên hai thầy trò tiếp tục đi thẳng vào trung tâm thành kim lăng tại trung tâm thành hai thầy trò vậy mà đã gặp lại quảng kiên khiến hắn vô cùng kích thích trước mắt hai thầy trò lúc này là một con ma vật với hai cái đầu của hai tên thuộc hạ của quảng kiên tên quảng kiên lúc này vẫn vô cùng hả hê chỉ thiếu hai người các ngươi nữa là ta đã có thể hoàn thành nhiệm vụ được rồi Bắc Thần ngay lập tức nhắc nhở Tiểu Thiên hãy cẩn thận vì trên người của hắn có quỷ khí nên chắc chắn đã xa vào ma đạo rồi. Tên Quảng Kiên thì vẫn bô bô cái miệng như ngáo đá ta không thèm quan tâm có phải ma hay không vì ta chỉ muốn trường sinh. Hình dáng phụ hoàng chưa đầy 50 đã tóc trắng đầy đầu, sau đó gục xuống và không bao giờ đứng dậy nữa làm ta mãi không thể quên đi được. Bắt đầu từ lúc đó ta đã quyết định ta chắc chắn sẽ không chết đi giống như phụ hoàng của mình. Trường sinh đã trở thành chấp niệm của ta và bây giờ ta cuối cùng cũng đã biến giấc mơ thành hiện thực tiếp theo ta sẽ dùng tính mạng của các ngươi để làm viên gạch cuối cùng xây dựng hoàng triều ngàn đời trợ giúp ta làm hoàng đế vĩnh sinh vừa dứt câu thì một vụ nỗ chấn động địa cầu đã được quảng kiên tạo ra hắn vô cùng hà hê khen động tác của các ngươi nhanh thật ta vừa nhấc tay các ngươi đã tránh được rồi kìa lúc này quảng kiên và xích nghi đã được tách làm hai với hình hài là hai con quỷ có sừng vô cùng gớm ghét làm cho bác thần cùng tiểu thiên vô cùng kinh ngạc xích nghi ngươi vẫn còn sống sao quảng kiên và xích nghi không nói nhiều lập tức lao đến chỏng nhau ngay và luôn quảng kiên liền sử dụng cây hàng to tổ chàng đâm tiểu thiên sau đó sử dụng thêm hắc tử trưởng trưởng ẩm đùng Tiểu Thiên khó khăn đỡ lấy chiêu của Quảng Kiên rồi cảm thấy sao mà nó mạnh vãi cục cước dị, chỉ mới hai tháng mà hắn ta đã có thực lực ngang bằng với mình luôn rồi. Quảng Kiên lúc này vô cùng hả hê quả nhiên hợp tác với Tâm Nguyệt Hồ là chính xác. Chỉ cần một tháng mà ta đã mạnh hơn Nhiếp Tiểu Thiên phải khổ luyện 20 năm rồi. Trên chiến trường lúc này hai bên đang cân tài cân sức, một bên là Nhiếp Tiểu Thiên đang ở võ đạo tiên thiên chuyển tu tiên trúc cơ tầng 1, còn bên kia là Quảng Kiên người và ma hợp nhất và là quỷ tu trúc cơ tầng 1. Tiểu Thiên lập tức móc ra một lá bùa rồi hô to khẩu quyết cấp cấp như luật lệ Trở lại một thời gian lúc này Bác Thần cũng giải thích cho Tiểu Thiên hiểu về tình hình của cô ngay lúc này, bởi vì bản thân phong thể Vân thân chính là tàn tích của công pháp tu tiên, cho nên sau khi chuyển hóa toàn bộ chân khí trong cơ thể thành linh lực bây giờ ngươi đã chính thức bước vào con đường tu tiên rồi. Vậy thì tiếp theo ta sẽ dạy ngươi một vài chiêu tấn công. Điều này khiến Tiểu Thiên vô cùng hào hứng chính là phi kiếm hay là tiên thuật mạnh mẽ nào đó sao? Bác Thần sau một lúc xem sách cũng xác nhận tất cả đều không phải mà chính là phù chú chi đạo trong phần phục hy chi vấn. Bắc Thần còn giải thích thêm rằng phù chú chi đạo không chỉ có thể hô phong hoán vũ mà quan trọng nhất là thời gian nhanh chóng. Cho dù dễ hiểu khó làm nhưng so với những chiêu khác thì phù chú chi đạo chỉ cần nửa tháng là có thể nhập môn. Hơn nữa một khi lĩnh ngộ tinh thông được thì thậm chí có thể đơn độc tạo thành trận pháp. Trở lại hiện tại Tiểu Thiên đã niệm xong chiêu thức lôi phù kiếm chú. Một luồng xét cực lớn cứ thế xuất hiện rồi dán thẳng một đòn chí mạng xuống cơ thể của Quảng Kiên. Nhưng bất ngờ thay Quảng Kiên vẫn không chút si nhê mà còn máu lửa hơn sử dụng quỷ viên long chảm tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa chấn động địa cầu bên này xích nghi vô cùng đắc chí nữ nhân của ngươi đã hẹo rồi sao ngươi còn chưa hẹo đi bắc thần nhưng bắc thần thì nói đờ đéo vì tiểu thiên mà ta biết không thể nào hẹo dễ dàng như vậy được xích nghi liền lập tức thi triển chiêu thức bắc quỷ phệ thân bắc thần cũng không chịu thua dùng chiêu khiên bắt quái âm khí để chống đỡ rồi cậu móc ra ba lá bùa niệm chú và nó vứt thẳng về phía xích nghi ngay lập tức một cột lửa bắn thẳng trời xanh và xích nghi chính là cái nhân bánh quảng kiên thấy thế liền dừng đánh rồi lao sang xích nghi để viện trợ nhưng tiểu thiên lúc này thì nói đờ đéo rồi sử dụng phong thế thoát khỏi vụ nỗ chấn động địa cầu lúc này tiểu thiên tiếp tục sử dụng phong vân tề ra khiến quảng kiên vô cùng kinh hãi tại sao hiện thực lại có người giống như nhân vật chính trong thoại bản đánh mãi không chết còn quay lại mạnh hơn chứ tiểu thiên vẫn không quan tâm tiếp tục lao đến sử dụng phong quyền tàn vân điên cuồng chém tới sau bốn nhát chém quảng kiên đã không đỡ được liền bị chém một nhát thẳng vai không dừng lại ở đó tiểu thiên tiếp tục sử dụng chiêu thức phong vân vạn biến xoáy thẳng vào bụng của quảng kiên bắc thần bên này chỉ biết lắc đầu xem ra hắn không thể đến cứu người rồi xích nhà nhưng xích nghi thì không quan tâm đưa hai tay lên đầu niệm thần chú nghịch luyện u minh tục quỷ thể ma tim đảo ngược sinh tử phù bắc thần bên này không chịu thua cũng vào thế niệm chú thập tinh bắt đầu hóa thảm họa chiến tranh kiếm quang như sát linh quang như vũ đạo quang như xương hoàn quang như tình thương quang như tinh câu quang như lý linh quang như hồn xích nghi lúc này hai tay đã bị trói vào hai cánh cổng riêng biệt sau một lúc niệm chú thì một đám bóng ma từ hai cánh cổng đã xuất hiện rồi lao thẳng đến bắc thần nhưng đột nhiên đám bóng ma lại bị thiêu dụi trong chớp mắt khiến xích nghi chỉ biết thản thốt cái lề gì thốn ô có gì đâu mà khó hiểu bắt đầu giết chủ ai quan tâm đến yêu ma quỷ quái của ngươi chứ dứt câu thì tất cả vũ khí mà bắc thần triệu hoán ra đã đâm thẳng vào người của xích nghi hắn ta điên cuồng kêu gào đau đớn còn bên này quảng kiên cũng học máu mồm ọc ọc vì hai người đã hòa làm một thể nên một người bị thương người kia cũng chịu ảnh hưởng theo tiểu thiên thấy thế cũng sử dụng thất tinh bắc đầu hóa thảm họa chiến tranh giải quyết luôn tên quảng kiên khi cả hai tên quảng kiên và xích nghi đều thất thủ bắc thần liền yêu cầu hãy đốt cái cục thịt gớm ghét đó nhanh đi tiểu thiên đột nhiên bầu trời xuất hiện một vùng tím rồi thanh khâu cũng xuất hiện cất tiếng cái này không thể để các ngươi đốt được lần đầu gặp mặt bắc thần đệ đệ tiểu thiên muội muội hai người có thể gọi ta là tâm nguyệt hồ hoặc là thanh khâu bắc thần thấy không ổn liền đứng ra thét lớn mục đích của ngươi là gì thanh khâu cũng thật thà đáp lại ta đến từ một nơi xa xôi nguyên nhân đến thế giới thiên nguyên này rất đơn giản chỉ là vì thu hồi lại các mảnh vỡ linh hồn của thiên thần còn về việc tại sao muốn thức tỉnh linh hồn của xích nghi là vì hắn có xung đột với minh hoàng hiện tại ta cần thi thể của hắn để kích thích đế long khí trên người minh hoàng sau đó dùng khí của song đế để đánh thức mảnh vỡ linh hồn của thiên thần thế thiên thần trong lời ngươi nói là thượng đế hay phật tổ như lai Thanh Khâu nghe được câu hỏi liền đen mặt nói từng có một thế giới thứ nguyên vô cùng bao la là một thế giới bi thảm bị một vị thần xấu xa thống trị, những con người ở thế giới đó đều mất đi hy vọng trong lòng họ chỉ có sự tuyệt vọng. Sau đó vị thần mới xuất hiện mà chúng ta thường gọi là Thiên Thần. Thiên Thần dẫn dắt mọi người lật đổ sự thống trị của vị thần xấu xa, nhưng không may Thiên Thần và vị thần xấu xa ấy cùng nhau đi đến cái chết. Sau đó linh hồn của Thiên Thần và Hoại Thần đều hóa thành vô số mảnh vỡ rơi vào vô số thế giới thứ nguyên, mà mục đích của ta hoặc có thể nói là mục đích của tổ chức Thiên Mệnh chính là giúp Thiên Thần sống lại vậy bắc thần đệ đệ sẽ chọn đứng về phe nào thiên thần lương thiện hay là vị thần xấu xa độc ác bắc thần ngay lúc này đã cảm thấy được áp lực mà con hồ yêu đè ép lên người cậu nhiều hơn gấp nhiều lần so với hồng tụ rồi nghiêm trọng cất tiếng ta sẽ không theo bên nào cả thanh khâu nghe xong liền xác nhận không theo bên nào cả thì tạm thời cuộc chiến sẽ kết thúc ở đây theo lời ngươi nói thì ngươi sẽ không phải là kẻ địch của tổ chức thiên mệnh chúng ta nên ta sẽ không truy cứu chuyện không vui ngày hôm nay nữa tệ thể thì ta cũng nói với ngươi cái này luôn tuy ở thế giới này ta đã bị áp chế bởi các đại lục thiên nguyên nhưng trong tình thế bất khả kháng ta vẫn có thể thi triển ra sức mạnh ngang với nguyên anh kỳ mặc dù chỉ trong vòng mười mấy giây mà thôi nhưng chưa kịp nói xong thì cục thịt di động kia đã bất ngờ hả miệng rồi tỏa ra một luồng khí màu hồng phủ khắp thành kim lăng cứ thế hai gái một trai đã vô cùng dạo rực rồi làm cái gì thì ad không tiện review lắm ba ngày sau tại nhà riêng bắc thần lúc này đã khỏe trở lại cậu liên tục cảm ơn thủ cung vì đã kịp thời đuổi thanh khâu nếu không ta và tiểu thiên đã mất mạng rồi thủ cung liền xác nhận chỉ là tiện tay giúp đỡ và sẽ không có lần sau nữa đâu nhé Trở lại khung cảnh ba ngày trước khi tỉnh lại, Thanh Khâu đỏ mặt quát tháo các ngươi cứ đợi đó cho ta, rồi lập tức mở ra cánh cổng không gian chạy thẳng vào bên trong không ngoảnh đầu nhìn lại. Bắc Thần và Tiểu Thiên bên này cũng đang ôm áp nhau và trên nệm thì có hai giọt máu. Theo như bảng thông báo từ hệ thống thì độ hào cảm của Tiểu Thiên lúc này đã đạt đến 80%, còn độ hào cảm của Thanh Khâu thì cũng ở mức 44% khiến Bắc Thần vô cùng sợ hãi. Con ả Thanh Khâu đó ban đầu nói đạo lý cho cố vô cuối cùng lại là một ả chém gió xuyên lục địa chấn động địa cầu thôi à? Rồi quay sang hỏi thủ cung còn bao nhiêu ngày nữa thì ta sẽ quay về. Thủ cung vừa xác nhận là 40 ngày thì Bắc Thần lại hỏi sang chuyện ta có thể đưa Tiểu Thiên đi cùng được không? Thủ cung cũng xác nhận tạm thời là không nhưng ngưng động thời gian ở thế giới này thì có thể. Làm cho Bắc Thần vô cùng mừng rỡ, tạm thời là không thì trong tương lai chắc vẫn có thể đem Tiểu Thiên theo đúng chứ, vì ta không muốn làm một tên đều cán ăn xong rồi bỏ như vậy đâu. Sau một lúc Tiểu Thiên cũng bước vào gọi sư phụ khiến Bắc Thần có chút khó chịu còn gọi là sư phụ sao? Với mối quan hệ hiện tại của hai chúng ta nàng có cảm thấy nên thay đổi cách xưng hô không? Tiểu Thiên liền đỏ mặt xác nhận vậy thì gọi người là sư phụ kaka được không nhỉ? Sự vô tri này khiến cho Bắc Thần thì chảy máu mũi còn Tiểu Thiên thì xỉ khói đầu, và rồi thời gian 40 ngày cuối cùng cũng đã đến. Bắc Thần và Tiểu Thiên cũng có một màn chào tạm biệt nhau vô cùng thấm đẫm nước mắt chia ly. "Huynh nhất định phải quay lại đấy Sư Tôn ca. huynh sẽ sớm quay về với muội thôi, muội hãy chờ huynh nhé." "Ừm, muội nhất định sẽ đợi huynh quay về và chúng ta lại cùng sát cánh bên nhau." Cứ thế Bắc Thần đã rời khỏi thế giới Thiên Nguyên và thủ cung cũng ngưng động thế giới lại trong 10 năm. Kết thúc nhiệm vụ Bắc Thần đã cùng nhiếp Tiểu Thiên kết duyên thành công về sau nhiếp Tiểu Thiên sẽ xưng hô là Sư Tôn Kaka. Nhận được năng lực của Nhiếp Tiểu Thiên tăng cường linh lực ngộ tính của kiếm đạo và phong thuộc tính phần thưởng sẽ là 50 lần rút thăm trúng thưởng. Còn về việc kết duyên với Thanh Khâu thành công nhưng không có xưng hô riêng nên không thể nhận được năng lực của Thanh Khâu. Ngoại nguồn sắc khí cũng đã được loại trừ nên nhận được 20 lần rút thăm trúng thưởng. Không nhận được mảnh vỡ linh hồn nên không nhận được thêm phần thưởng và không bị trừng phạt. Lúc này Bắc Thần cũng có một câu hỏi là Nhiếp Tiểu Thiên không phải là thánh nữ nhưng vì sao hệ thống thánh nữ cũng có thể kết duyên thế? Thủ cung liền điềm đạm đáp lại tuy rằng Nhiếp Tiểu Thiên không phải thánh nữ nhưng nàng là thắng nữ, đối với hệ thống phán định chỉ cần nàng không có đối tượng thì đều là thánh nữ thẳng và thánh hai từ trong tiếng trung đều có phiên âm là sena nên cũng được chấp nhận hết câu trả lời này khiến bắc thần trầm cảm nặng vậy mà cũng được luôn hã bà cố nội rồi bất ngờ bắc thần phát hiện bên ngoài đang có gì đó rất thú vị rồi tiếp tục thắc mắc đây là đâu vũ trụ chuyện tranh hay là đường hầm thời gian của doge mon thế thủ cung lại tiếp tục bô bô cái miệng giải thích nơi này là vực ngoại chi ngoại hải thông qua vùng hải vực này có thể đi tới bất kỳ một thế giới thứ nguyên nào trong quá khứ hiện tại hay tương lai mà mấy cái bong bóng chìm nổi trên hải vực này tên là bong bóng thế giới mỗi bong bóng thế giới đều đại biểu cho một thế giới thứ nguyên bắc thần lại tiếp tục thắc mắc ta nhớ rõ lúc ta tới vèo một cái đã đến thế giới thiên nguyên để trở về thế giới cửu châu thì phải băng qua hải vực này sao khiến thủ cung có chút khó chịu tiếp tục giải thích cho thằng ngu bắc thần sao lại có ký chủ thích về sớm làm nhiệm vụ vậy anh thích đi làm làm sao đương nhiên không rồi nếu như có thể ta hy vọng lập tức đã trở thành vô địch rồi sau đó nắm chắc phần thắng nhưng ta hiện tại làm không nổi chuyện này thủ cung liền lấy ra quả cầu chứa công pháp tu chân tam vấn đưa cho bắc thần rồi lường cậu một cái ngay lập tức cậu cũng hiểu được rồi xác nhận được rồi ta sẽ dùng thời gian một tháng này thử nghiệm linh lực ngộ tính kiếm đạo cùng phong thuộc tính của ta được gia tăng lên bao nhiêu còn cả thanh liên kiếm ca quyền thứ nhất từ lần rút thăm chúng thưởng trước ta cũng phải tu luyện nữa lúc này bảng thuộc tính của bắc thần đã được cập nhật lại họ và tên cố bắc thần cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong chiến lực có thể đánh bại kim đan kỳ kết duyên cùng hồng tụ nhiếp tiểu thiên thanh khâu công pháp tu chân tam vấn thanh liên kiếm ca quyền thứ nhất phong thể vân thân đạo cụ phách thể đan ích cốc đan phong giai trừ độc đan thiên phú thủy tinh cầu năng lực đặc biệt thiên âm chi thể kiếm đạo ngộ tính phong linh lực ngộ tính kỹ năng đặc biệt giúp bạn trở thành người đứng đắn và rồi sau một tháng cuối cùng hai người đã đến được thế giới cửu châu bắc thần vừa nhìn đã kinh ngạc thắc mắc sao bong bóng của thế giới cửu châu lại nhỏ như vậy so với bong bóng của thế giới nhỏ nhất gặp trên đường cũng phải nhỏ hơn gấp trăm triệu lần luôn ấy chứ thủ cung liền giải thích rõ cho bắc thần hiểu là bởi vì thế giới cửu châu nơi ký chủ ở trước đây là một thế giới nhỏ nhân tạo được tạo ra bởi hồng tụ cô ta đã sử dụng bảo vật bẩm sinh và cái thế giới kia kỳ thật là một phân thân của nàng thế giới cửu châu còn gọi là cửu châu đại lục tổng cộng có chín lục địa chí tạo thành bát quái trận các lục địa không dính liền với nhau và lần lượt là ký châu sung châu thanh châu tử châu dương châu kinh châu dự châu lương châu ung châu diện tích mỗi khối lục địa đều đạt tới hàng trăm tỷ km vuông mà hệ thống tu tiên của chân thế giới cửu châu cùng hệ thống ký chủ nhận được từ hồng tụ giống nhau như đúc cảnh giới là rèn luyện thân thể luyện khí kỳ thu nạp linh khí có được linh thức trúc cơ kỳ có thể ngự kiếm phi hành đan điền hóa kim đan kim đan kỳ có thể động quang phi hành phá kim đan thành nguyên anh có thể nhanh chóng trong thời gian ngắn ngủi phi thăng nguyên anh kỳ sau đó từ nguyên anh hóa thần có được thần thức cùng ngàn vạn phân thân phân thân cùng bản thể hợp lại làm một trở lại trạng thái thống nhất ban đầu sau đó đi lên nữa chính là cảnh giới độ kiếp thành tiên và nếu ký chủ muốn đi tới chân thế giới cửu chân phải triệt để bắt được hết phân thân của hồng tụ nghe được chín chín tám mươi hai lời giải thích của thủ cung nhưng bắc thần vẫn thắc mắc là hệ thống không thể trực tiếp mang ta đến chân cửu châu thế giới sao thủ cung cũng xác nhận là có thể nhưng cái giá phải trả là ký chủ trước mắt không thể gánh vác nổi cứ thế bắc thần đã bắt đầu dịch chuyển trở về thế giới cửu châu giả của hồng tụ chuyển cảnh đến thế giới thần y trước khi đến đây thủ cung cũng giải thích sơ bộ về nơi này Thế giới thần y không tu võ đạo cũng không tu thiên đạo mà sẽ có một thứ gọi là chiến y riêng biệt. Bọn họ dẫn tinh quang chi lực của bác đầu thất tinh để rèn luyện sức mạnh tinh thần, sau đó dùng đạo cụ đặc thù được gọi là tinh thạch để chứa đựng thực thể hóa sức mạnh tinh thần của ý chí một người biến thành chiến y mạnh mẽ. Chiến y được chia thành bố y, đồng y, ngân y, kim y và cao nhất là thần y trong truyền thuyết. Nghe tới đây Bắc Thần có chút tò mò vậy ra ta bị thiên đạo của thế giới thần y cưỡng ép ở lại thế giới thần y là bởi vì cần ta làm chúa cứu thế sao? Thủ cung thì nói đúng nhưng chính xác hơn phải gọi là chúng ta và lý do rất đơn giản là do thế giới thần y có một người xuyên việt thiên đạo của thế giới thần y vốn dĩ tưởng rằng có thể mượn sức mạnh của người xuyên việt và hệ thống để thăng cấp bản thân không ngờ người xuyên việt và hệ thống lại lật tay hiến tế cả thế giới để lấy được sức mạnh mạnh mẽ hơn cho nên thiên đạo của thế giới thần y gần như đã tiêu hao hết sức mạnh nghịch chuyển thời không của thiên đạo rồi còn việc kéo chúng ta đến đây giúp đỡ thì đương nhiên việc giúp đỡ này không phải là miễn phí bắc thần lúc này đã trợn tròn con mắt thản thốt vậy thù lao rất phong phú sao ta cũng không biết có phong phú hay không nhưng đủ để ngươi trở về đại lục cửu châu nhân tạo còn không bị yếu thế khi đối mặt với phân thân của hồng tụ được vậy thì ta sẽ miễn cưỡng làm chúa cứu thế một lần vậy thủ cung đột nhiên triệu hoán ra một cuốn sổ tay rồi xác nhận đây là kịch bản về mọi thứ người xuyên việt từng làm ở thế giới thần y bác thần nghe xong cũng cười khoái trí nếu có kịch bản thì còn khó khăn gì nữa chứ bây giờ ta sẽ xác định địa điểm người xuyên việt xuất hiện sau đó chắn cửa hắn luôn là xong rồi nhưng thủ cung thì xác nhận đờ đéo làm được đâu nhé làm cho bác thần đổ mồ hôi nách thắc mắc vì sao không làm được chứ không phải là ngươi muốn nói hắn có hào quang của nhân vật chính đấy chứ và cần phải đánh đổ hào quang nhân vật chính của hắn thì mới có thể giết được hắn đúng không nhưng thủ cung vẫn tiếp tục nói không và nguyên nhân chính là nhưng chưa kịp nói dứt câu thì một cô gái người tốt đã chạy vào quát lớn thần sứ đại nhân cứu mạng với đại ma đầu hàn tông đã đánh đến đây rồi xin ngài hãy cứu mạng bắc thần nghe tới đây liền quen miệng chửi con mẹ nó rồi quay sang yêu cầu thủ cung mau giải thích rõ ràng cho ta nhanh ở đây là thần y cung và vừa nãy ta đã đọc lướt qua mục lục của kịch bản rồi nơi này phải là đoạn cuối của tình tiết mới xuất hiện trong quyển sổ tay cũng nói rõ tại chương 600 thì thần y cung mới xuất hiện đúng như lời mà bác thần đang nói nhưng thủ cung thì vô cùng bình tĩnh móc ra ba tấm thẻ bài rồi đáp rằng ta cũng có nói là lúc thiên đạo của thần y cung kéo chúng ta đến đây là chương một của kịch bản đâu chứ rồi vứt ba tấm thẻ bài cho bác thần giải thích đây là hách mà thiên đạo thế giới thần y cho ngươi chỉ có ba lần vô địch nên phải cất cẩn thận bác thần nhận lấy ba tấm thẻ bài rồi đổ mồ hôi nách thắc mắc cái thẻ lỏ này sử dụng thế nào vậy bà nội ơi thủ cung liền chui thẳng vào hệ thống rồi cất tiếng ba tấm thẻ này lần lượt đại diện cho nho thích đạo và thời gian duy trì của mỗi tấm là 30 phút muốn sử dụng cần phải đeo thắt lưng này lên sau đó cắm tấm thẻ vào khe cắm rồi hét lớn chiến y hợp thể là được Bác thần nghe tới đây máu siêu nhân gao đã nổi lên sáng rực con mắt đây có phải là thứ mà ta đang tưởng tượng không nhỉ chính xác rồi đây chính là điều mà ngươi đang nghĩ đấy thế tiếp theo ngươi muốn hành động thế nào đây Bác thần không nói nhiều liền lập tức đeo chiếc thắt lưng lên rồi tạo dáng ngầu lòi đặt tấm thẻ vào khe sau đó hét lớn chiến y hợp thể bên này nhân vật chính của thế giới này đã đá một tên bảo vệ bước vào với một gương mặt chẳng khác nào một con mèo di động chuyển đến khung cảnh thời gian lùi về trước một chút lúc này đang diễn ra trận chiến giữa thần y cung và tên nhân vật chính tông hàn ông già cung chủ của thần y cung với cái tên cố hoàng đen mặt quát lớn tông hàn ngươi có biết ngươi đang làm gì không hả ngươi là nhân tộc vậy mà lại cấu kết với yêu tộc sát hại nhân tộc là ý gì đây tông hàn bên này vẫn không nhận sai đáp lại nhân tộc yêu tộc cái củ cái gì chứ rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện ta là một người xuyên không trước và sau khi xuyên không đều tên là tông hàn trước khi xuyên không ta là một nhân viên văn phòng bởi vì cắm sừng cấp trên nên bị hắn ta một dao đâm chết sau khi xuyên không ta là người gác thôn ngốc nghếch của thôn làng dưới quê nhưng ta có một hệ thống và không sai chính là hệ thống thường thấy trong tiểu thuyết đây là một hệ thống yêu nhân khiến ta có thể có hai cơ thể một cơ thể là nhân tộc của thế giới thần y còn một cơ thể lại chính là yêu tộc tử địch của nhân tộc mà chức năng mạnh nhất của hệ thống là xây dựng thiên đạo viên lạc trận sau đó hiến tế thế giới thần y để ta thoát khỏi đại đạo nên bắt đầu từ giờ phút này ta đã hạ quyết tâm ta muốn dùng cơ thể của nhân tộc và cơ thể của yêu tộc để lật tung cả thế giới thần y này lên ta phải hoàn thành thiên đạo viên lạc trận ta phải thoát khỏi cái thế giới như củ kẹt này và từ bây giờ người đứng trước mặt các ngươi chỉ có yêu tộc tông hàn mà thôi dứt câu tông hàn liền lập tức thi triển chiêu thức cửu vĩ hồ chiến y triệu hoán ra một bộ giáp vô cùng ngầu lòi lời giải thích đậm chất bú đá của tông hàn khiến cố hoàng càng thêm hoang mang không hiểu chuyện gì nhưng với tiêu chí đến là đón bá vô đây mà nút nên cố hoàng liền lập tức ra lệnh la hán chiến y nhập thể đấm vỡ ở lon của nó cho ta đám cấp dưới của cố hoàng cũng bật mốt chiến đấu rồi chọi vô số quả cầu màu tím về phía tông hàn nhưng tông hàn thì vẫn bình tĩnh sử dụng cửu vĩ phòng ngự đỡ đòn tấn công sau đó tiếp tục sử dụng cửu vĩ huyền ảnh lao đến đấm vỡ ở lon từng tên tép rêu dưới trường cố hoàng không dừng lại ở đó tông hàn tiếp tục sử dụng liệt hồ tuyền phong tạo ra một cột lửa xử lý tất cả đám cấp dưới của cố hoàng trên chiến trường lúc này chỉ còn lại cố hoàng và tông hàn đang chuẩn bị cho trận chiến sinh tử cố hoàng thấy không ổn liền kết ấn tạo ra một cái đĩa ngôi sao to tổ bố trọi thẳng mặt tông hàn tông hàn vẫn vô cùng bình tĩnh tiếp tục sử dụng cửu vĩ huyền ảnh di chuyển ra đằng sau lưng cố hoàng rồi lập tức tung ra cú đấm liệt hồ tuyền phong nhưng cố hoàng đã dùng ngự phật giáp đỡ lấy cú đấm lửa ấy tuy ta không bắt kịp tốc độ của ngươi nhưng bất động minh vương của ta cũng không phải là thứ ngươi có thể đánh vỡ dễ dàng được nếu đã như vậy thì ta sẽ đánh vỡ mai rùa của ngươi rồi bắt ngươi ra ngoài dứt câu tông hàn tiếp tục sử dụng chiêu hồ hỏa liêu nguyên trưởng thẳng mặt cố hoàng cố hoàng bên này vẫn không chút si nhê còn cà khịa cái ngọn lửa lò của ngươi chỉ được đến trình độ này thôi sao khiến tông hàn tức điên người được được lắm là ta đã xem thường ngươi rồi bất động minh vương à rồi tông hàn tiếp tục sử dụng thêm chiêu thức xí hồ thiên giáng triệu hoán ra một cục thiên thạch to tổ chàng trọi vào đầu cố hoàng cục thiên thạch tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa chấn động địa cầu khiến tông hàn cười hà hê xác nhận đã giải quyết xong rồi nhưng còn chưa kịp vui mừng thì cố hoàng đã đội đất chui lên với thân thể không một vết xước làm cho tông hàn đổ mồ hôi nách kinh hãi đến ngọn lửa của thiên hồ cũng không thể khiến hắn bị thương được sao cố hoàng bên này thừa thắng xông lên liền kích hoạt thêm chiêu thức tam muội giai đoạn ác kiếm tông hàn cũng không chịu thua tiếp tục sử dụng chiêu cửu vĩ hồ huyễn tượng đỡ lấy những con dao y khí của cố hoàng thay thế cố hoàng sử dụng thêm chiêu thức lưỡng bộ cấp bất nhị chi trí nhãn để tìm ra cơ thể thật của tông hàn rồi tập trung tất cả những con dao y khí phóng thẳng vào người của tông hàn khiến hắn ta trở tay không kịp sự va chạm đã tạo ra một vụ nỗ chấn động địa cầu rồi chỉ thấy tông hàn kiệt quệ rơi tự do xuống đất một cái đụi nhưng bất ngờ thay cái thay rơi xuống đó chỉ là phân thân của tông hàn còn cơ thể thật lúc này đang ở sau lưng của cố hoàng tông hàn liền lập tức vung một cú cào dù cố hoàng đã phản ứng kịp nhưng cũng bị lấy đi một cánh tay đau điến nhìn vào cánh tay của tông hàn cố hoàng không thể tin được tại sao ngươi lại có loại văn tự đó chứ rồi cố hoàng cũng nhớ lại ở bên trong chủ điện thần thối cung cô gái cung chủ đã bị chết vì moi ruột tại quảng trường thần tí cung thì lão già cung chủ cũng chết vì suy gan ở bên trong thần thể cung thì khứa tóc dài cung chủ cũng đã chết vì đuối nước và tất cả ba người đều có một điểm chung trên thân xác là những văn tự giống hệt trên tay của tông hàn lúc này rồi cố hoàng tức điên người quát lớn là ngươi đã giết tất cả bọn họ đúng chứ khi ngươi thảm hại nhất là cung chủ thần thối cung đã cứu ngươi khi ngươi phế vật nhất là cung chủ thần thể cung đã dạy ngươi cách tù luyện thậm chí cung chủ thần tí cung còn giao phó cả con gái của hắn cho ngươi vậy mà tên xúc sinh nhà ngươi lại đối xử với những ân nhân của mình như thế được hay sao nghe đến đây, Tông Hàn liền phành ngực ra quát lớn ngươi sai rồi vì đây là phúc báo của bọn họ. Đối với bọn họ mà nói chết không phải là điểm cuối mà bọn họ đều đang sống trong cơ thể ta. Sau đó bọn ta sẽ cùng trở thành sự tồn tại siêu việt nhất. Và bây giờ bọn họ đang chờ ngươi đoàn tự nên hãy hiến tế sinh mạng của ngươi cho ta mau. Khi mọi chuyện sắp như những gì mà Tông Hàn mong muốn thì cũng là lúc Bác Thần nhà ta có đất để diễn. Một thanh kiếm thánh từ trên trời cắm thẳng xuống đất, kèm theo đó là Bác Thần nhà ta xuất hiện với một hình tượng vô cùng ngầu lòi con cá mòi như những bộ phim siêu nhân lúc nhỏ và sự ngầu lòi này khiến cho ông tác giả sợ hãi quá nên đã kết thúc luôn phần một của bộ truyện ở đây luôn rồi. Ok video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.